Sao anh không vô tắm đi? Ngồi đây làm gì? Anh mới có gì đâu, anh bị sao? Không được ngủ. Nếu mình ngủ, cô ấy sẽ hiện về nữa thì sao? Không được ngủ. Phải đáng lên. Chỉ cần trời sáng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Không được ngủ. Không có. Ở đây cũng không. Vậy là ở đâu? Alo. Em là Linh đây. Em xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp một chút. Dạ. Dạ. Anh tìm giúp em người này coi hiện giờ bị giam ở đâu á. Dạ. Dạ rồi, em sẽ gửi mail liền cho anh nha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Hôm nào anh có thời gian cho em mời anh ăn bữa cơm nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Nghe. Em ngủ chưa? Anh nhắn tin không thấy em trả lời nên anh gọi đại. Ủa, anh có nhắn tin cho em hả? Trời, từ nãy tới giờ em lo tập trung tìm chỗ mà Tuyết bị tạm giam, em không để ý điện thoại. Có kết quả chưa? Dạ, em vừa nhờ thêm một anh bạn làm bên sở, hy vọng là sớm có kết quả. Dạ, em lo quá. Bây giờ khuya rồi, có thông tin gì chắc sáng sớm mai người ta sẽ báo. Em đi ngủ đi, sức khỏe là quan trọng nhất em à. Dạ em biết rồi, anh cũng ngủ đi. Ủa, mà sao anh biết là khuya rồi mà anh vẫn còn thức vậy? Tại anh lo cho em, không biết có chuyện gì mà nhắn tin không thấy em trả lời. Anh biết giờ giới nghiêm của em, cho nên canh me gọi cho em đó. Cái gì? Hay quá à. Mai mốt thay đổi giờ giới nghiêm đó, đừng có mà xạo xạo kêu là đổ thừa cho em rồi quan tâm tới em nha. Anh lo cho em thiệt mà. Thôi ngủ đi, nói qua nói lại như vậy chắc tới sáng luôn đó. Rồi ok anh, vậy thôi nha, em cúp máy, mai lại gặp, bye anh. Ủa?
bác sĩ chuyển công tác bệnh viện khác hả? Dạ không thưa giáo sư, tại vì giám đốc mới nói là tôi già rồi nên không trọng dụng tôi nữa, nên cho tôi về hưu sớm. Con chỉ làm đúng vai trò của người quản lý bệnh viện này thôi. Con làm như vậy là vì lợi ích chung, chứ đâu phải vì bản thân của mình mà bà trách con. Về phần hội đồng, khi nào cần thì mới họp. Ví dụ như muốn rút phế đội ngũ lãnh đạo của bệnh viện chẳng hạn. Minh, bà muốn là tất cả mọi người làm việc ở đây á đều coi cái bệnh viện này như một gia đình. Chúng ta phải luôn phấn đấu để hướng cho cái bệnh viện này ngày càng đi lên, vừa chất lượng ha, rồi có tình người nữa. Tụi con có cách quản lý riêng của mình, bây giờ ba đừng có xen vô nữa. Cái thời của ba bây giờ không có áp dụng được cho tụi con, ba hiểu không? Ba đã bàn giao cho tụi con rồi thì đừng có tham gia vào những cái chuyện này để làm gì nữa. Ủa ba à... Sao giờ này mà ba chưa ngủ nữa? Ba có một số việc phải suy nghĩ, thành ra ba chưa ngủ được. Còn con cũng thức khuya vậy, mai có đi ra tòa không? Dạ có. Thực ra là con cũng đang tìm một số thông tin của Tuyết đó ba. Ba còn nhớ y tá Tuyết mà hồi trước làm ở bệnh viện mình không? Đương nhiên ba nhớ rồi. Ủa mà sao con hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra với nó hả? Dạ, cô ấy bị bắt vì tội vận chuyển ma túy, đang chuẩn bị ra tòa đó ba. Hả? Vận chuyển ma túy hả? Ừ. Sao có chuyện đó được ta? Con cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cô ấy có quá khứ trong sạch, chưa từng có tiền án hay tiền sự gì, các mối quan hệ xã hội thì cũng không có gì mờ ám, không có lý do gì mà lại dính vào chuyện đó được. Nhưng mà sau khi hồi phục, con có biết nó liên lạc với ai mà gọi là nghi phạm không? Dạ, chuyện này thì con chưa rõ, vì bây giờ con phải tìm được nơi tạm giam của Tuyết để nói chuyện thì mới biết được đó ba. Theo con nghĩ á, chắc chắn là cô ấy bị người khác lợi dụng. Vậy thì con phải cố gắng giúp con bé. Dù sao đi nữa thì nó cũng là một nhân viên rất tận tâm ở bệnh viện. Ba không muốn là nó có một cái kết cục như vậy. Dĩ nhiên rồi ba, bởi vì giữa con, cô ấy và anh Hào, tụi con có một số chuyện cần làm sáng tỏ, nên bằng mọi giá là con phải cứu được cô ấy. Ủa, lại có chuyện dính đến cậu Hào nữa sao? Chuyện này con chưa tiện nói cho ba biết được. Ủa, ba. Bộ có chuyện gì khiến ba khó nghĩ như vậy? Thì chuyện của bệnh viện thôi. Vợ chồng anh chị con làm cho nhân sự của bệnh viện xáo trộn hết. Ai cũng bất mãn với cách xử sự của nó. Ba đã nói với anh chị chưa? Ba cũng có nói rồi, nhưng mà tụi nó có nghe đâu. Con còn biết tính tình của chị con lúc nào cũng cứng đầu à. Rồi lại thêm cái thằng anh rể con nữa, nó quyết đoán đến lạnh lùng. Ba sợ là tình trạng này mà cứ kéo dài á, những người mà gắn bó với bệnh viện của mình bấy lâu nay á, người ta bất mãn, người ta bỏ đi hết. Ba, nếu mà đã như vậy á thì ba phải giải quyết quyết đoán và lạnh lùng hơn nữa. Bây giờ ba cứ thử thêm một thời gian nữa đi. Nếu hai người họ mà vẫn không thay đổi thì ba vẫn có thể triệu tập hội đồng quản trị lại để hủy bỏ quyền quản lý của anh chị mà. Ba biết chứ, nhưng mà thiệt tình là ba không muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Vì như vậy sẽ chạm đến cái lòng tự trọng tự tôn của vợ chồng nó. Gia đình của mình sẽ vì cái chuyện này mà xào xáo cho con coi. Ba, mạnh mẽ lên, vẫn còn có con và anh Hào đứng về phía ba mà. Con sẽ không để cho họ muốn làm gì thì làm đâu. Thôi khuya rồi, ba đi ngủ đi. Ơi, đi. Ba vui rồi. Thôi, con cũng đi nghỉ đi nha. Dạ. Nè, con à, những ngày sắp tới
sẽ là những ngày rất là dài á. Phải chuẩn bị sức khỏe nha, rồi tinh thần minh mẫn để chiến đấu nha. Con biết rồi, con cảm ơn ba. Ba ngủ ngon nha. Con cũng vậy. Anh. Ủa, anh cũng đang định qua chỗ của em đi. Ờ, em biết chỗ tạm giam của Tuyết rồi. Cô ở đâu? Bây giờ cô sao rồi? Em cũng chưa rõ nữa. Bây giờ anh chị em đi đến gặp người này. Người này biết rõ chuyện của Tuyết lắm. Vậy đi liền đi. Ờ. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi hả? Sao anh lại nằm ngủ ở đây? Đã dậy còn uống nhiều rượu nữa. Đêm qua anh gặp ác mộng, cho nên ra đây ngồi uống chút rượu cho có tinh thần dễ ngủ đó mà. Anh cứ bị căng thẳng thần kinh như vậy hoài, em sợ anh bị đột quỵ đó. Hay là mình tuyển thêm trợ lý nha anh. Không cần đâu, chỉ cần em luôn ở bên anh, ủng hộ cho anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không sợ. Thôi anh chuẩn bị đi làm đi. Chào anh. Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Chào anh. Anh không ngờ là đường dây tội phạm này lại đang nằm trong điều tra của đội anh. Và anh cũng không thể ngờ được rằng bạn của hai em lại dính vào đường dây này. À, anh à, em nghĩ là Tuyết bị lợi dụng. Bởi vì nhân thân của cô ấy rất sạch, không thể nào mà dính líu tới đường dây tội phạm nguy hiểm như vậy được. Nhưng tất cả chứng cứ đã rất rõ ràng, mà cô ấy cũng không thể nào đưa ra được những lý do hay những bằng chứng để chứng minh là mình vô tội. Anh có cách nào để cho chúng tôi gặp được Tuyết không? Ờ, đúng rồi đó anh. Ờ, anh có thể giúp hai đứa em gặp mặt được Tuyết. Vì khi gặp được thì biết đâu tụi em sẽ khai thác thêm được về vụ án này. Em biết là yêu cầu này khiến anh rất là khó xử, nhưng nếu mà tụi em gặp được cô ấy thì không chừng tụi em sẽ khai thác được thông tin về nguồn hàng ma túy đó. Bởi vì với tính cách của Tuyết, chỉ có những người quen hay là người thân thì mới có thể dễ dàng tiếp cận và lợi dụng cô ấy được thôi. Thôi được rồi. À, chuyện này á thì anh sẽ thông báo với cấp trên. Sau đó khi nào có quyết định anh sẽ báo với các em. Khoan anh à, tình trạng của Tuyết bây giờ đã sao? Anh có thể cho chúng tôi biết được không? Cô ấy vừa mới thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, bây giờ lại phải nằm trong trại tạm giam như vậy. Tôi sợ là cô ấy không chịu nổi cú sốc này. Cô ấy vẫn khỏe, hai em cứ yên tâm chờ tin của anh. Cảm ơn anh. Mình đi. Không biết anh Thịnh có giúp được cho tụi mình hay không. Anh lo quá. Nếu không tìm ra thủ phạm thực sự thì đời Tuyết coi như là chấm hết. Với số lượng ma túy đó, chắc chắn cô sẽ bị tử hình. Nếu có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ thì cô ấy cũng sẽ bị xử án chung thân. Nhưng em không hiểu vì sao nhiều chuyện xui xẻo lại đổ dồn lên cô ấy một lần như vậy. Em à, bây giờ trong thời gian chờ đợi tin tức từ anh Thịnh, mình phải tự tìm hiểu thêm manh mối và nhân chứng có mặt trong cái thời điểm mà Tuyết bị hại mới được. Nhưng như vậy cũng khó lắm, vì mình không khoanh vùng được những đối tượng đã tiếp xúc với lại Tuyết từ lúc ở khách sạn ra tới sân bay. Bây giờ mình chỉ có cách là gặp trực tiếp Tuyết để hỏi tường tận. À anh, bây giờ ngồi sâu chuỗi là các sự kiện, anh có phát hiện ra được điều gì không? Điều gì? Từ khi Tuyết gặp tai nạn thì cô ấy có nhắc tới thủ phạm sát hại Mai Anh. Tới lúc hồi phục vẫn nhắc đến tên thủ phạm đó.
Rồi sau khi gặp anh ở nghĩa trang thì cô ấy vẫn tiếp tục nhắc tới thủ phạm một lần nữa và hứa sẽ tiết lộ danh tính của hắn sau khi giải quyết được chuyện riêng của mình. Rồi cho tới bây giờ, lúc cô ấy bị tạm giam, có nguy cơ bị xử án tử, nhưng mà cô ấy vẫn một mực không tiết lộ danh tính của kẻ đã sát hại Mai Anh. Kẻ muốn cô ấy biến khỏi cuộc đời này chỉ có một, và chính là kẻ đã giết chết Mai Anh. Không lẽ chuyện này là dính tới thằng Minh? Trời ơi là trời. Nè, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Anh chợt nghĩ, nếu như muốn giết Tuyết thì còn bao nhiêu cách. Đâu có gì đâu mà phải dùng tới hạ cách này, vận chuyển hàng cấm như vậy. Vì có thể hắn là người nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Nếu như mà phi vụ này trót lọt thì hắn sẽ được hưởng lợi. Còn nếu không thì coi như là hắn bỏ số ma túy đó ra để mua mạng của Tuyết. Dạ con chào dì. Ngồi ăn trái cây đi. Dạ. Chút xíu nữa có bún bò. Ăn bún bò với dì cho vui. Ủa bún bò dì nấu hả? Ừ. Tỉnh hoảng á, dì buồn buồn dì nấu cho nó vui vậy mà. Trời ơi dì giỏi quá vậy. Ủa mà sao con tưởng là bữa nay có anh chị hai qua nữa. Có mình con hả? Ừ, dì chỉ mời một mình con thôi. Dì cũng muốn đông đủ đông con đông cháu cho nó vui. Nhưng mà đứa nào cũng bận rộn việc riêng hết trơn à. Sao dì về Việt Nam có một mình vậy? Thì ở Việt Nam á, dì có một ý nguyện dang dở chưa làm xong. Dù sao thì bây giờ cũng còn sức khỏe nên dì ráng hoàn thành tâm nguyện đó mà. Con cũng chúc cho dì sớm hoàn thành tâm nguyện nha. Linh à, hai hôm nữa công ty dì có tổ chức từ thiện á, để tặng quà cho mấy em nhỏ, con có đi chung không? Dạ có, cho con đi chung với. Nhưng mà dì có cần con phụ giúp gì không, cứ nói con nha. Nhưng mà con nhớ rủ bạn trai đi nữa nha. Dạ, để con nói ảnh. Chắc ảnh cũng sẽ thích và đòi đi thôi. Mà nè, chuyện tình cảm của hai đứa con tới đâu rồi? Hào có bàn tính tới chuyện đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi con cũng còn trẻ mà. Với lại á, anh Hào cũng đang muốn đi học lên nữa. Để sau này có công việc ổn định thì tụi con mới tính chuyện cưới xin. Vậy ha. Dạ. Đàn ông con trai mà biết nghĩ như vậy là chín chắn lắm. Như vậy nó mới là điểm tựa tốt cho gia đình đó con. Nhưng mà con là con gái, chờ đợi như vậy có bị nóng ruột không? Dạ không. Con cũng muốn tung tăng đi đây đi đó, cho cuộc sống của con đa dạng hơn. Rồi sau này lấy chồng có gì mình cũng không có hối tiếc. Con với Hào cũng cùng chung ý nghĩ. Tự nhiên dì cũng thấy vui lây. Nói theo cảm nhận riêng của dì nha, con chọn Hào là đúng người rồi đó. Hào biết nghĩ xa và trông rộng, sau này nó sẽ là người chồng tốt. Dạ. Ai dạ con? Cứ để con tự nhiên. Đây đây đây, táo ngon ha. Dạ. Anh Minh là con dì ấy, mà sao hai người khác nhau nhiều quá à? Dì Phương thì hiền lành, nhân hậu, còn anh ta lại là người thâm hiểm và tham vọng. Giả như anh ta thừa hưởng được tính nhân hậu của dì Phương thì tốt biết mấy. Theo kết quả xét nghiệm vừa qua cho thấy, ca mổ này tỷ lệ thành công rất là thấp, cao nhất chỉ có 20% thôi. Như đã có chẩn đoán chính xác như vậy thì tôi nghĩ phải thông báo cho người nhà bệnh nhân, nên đưa về nhà đi. Tôi đã cho phép trả bệnh nhân về nhà chưa? Ca mổ dù có tỷ lệ thành công thấp cỡ nào đi chăng nữa cũng phải tiến hành, vì đó là quyền lợi của bệnh nhân. Nhân gia cảnh của họ khó khăn, nếu chúng mình vẫn tiến hành ca mổ mặc dù tỷ lệ thành công rất là nhỏ thì như vậy tội nghiệp cho họ lắm. Vừa phải chạy tiền chữa trị và có khi còn phải chạy tiền lo ma chay nữa. Đã là bác sĩ thì cho dù bệnh nhân có còn 1% hy vọng cũng vẫn phải chữa trị. Đúng là như vậy. Nhưng có những trường hợp bác sĩ cũng nên đồng cảm với gia đình bệnh nhân. Đồng cảm để chết đói hả? Anh nên nhớ, đây là bệnh viện chứ không phải nơi từ thiện. Mình cố gắng hết sức chữa cho họ, nếu không thành công thì đó là do số phận của họ thôi.
Nhưng nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân có thể sống với gia đình bệnh nhân 1-2 tháng. Còn nếu mình vẫn tiến hành phẫu thuật, có khi họ chết ngay trên bàn mổ. Vậy thì càng tốt. Các bác sĩ thực tập có thể nhìn đó để đúc kinh nghiệm cho những lần phẫu thuật sau. Vậy cả đôi đường, đúng không? Như vậy có khác gì mà người sống ra làm thí nghiệm đâu. Có khác gì giết người đâu. Nếu như gia đình họ biết được thì họ nghĩ về đội ngũ bác sĩ chúng ta như thế nào? Việc đó chưa tới lượt bác sĩ Nam phải lo đâu. Tôi là người đứng đầu của bệnh viện này, tôi biết phải làm gì để có lợi cho Á Châu. Bệnh nhân này sớm muộn gì cũng chết. Vậy thì tại sao không để cho họ cống hiến một chút gì đó cho y học, cụ thể là cho bệnh viện chúng ta? Cậu bị điên rồi. Cậu vì tiền mà cậu mất nhân tính hết rồi. Phải, anh nói rất đúng. Vì tiền. Tôi hỏi anh, bây giờ tất cả các bác sĩ của bệnh viện Á Châu này có ai dám tuyên bố với tôi là mình tới đây làm là không phải vì tiền không? Nếu nó đúng, tôi cho ngừng ca phẫu thuật lại liền. Anh trả lời đi. Không trả lời được phải không? Bác sĩ Nam à, tôi thấy những suy nghĩ của anh nó quá lạc hậu, không phù hợp để làm việc ở đây nữa. Cho nên tốt nhất anh nên về giường làm bác sĩ cho trâu cho bò đi. Kể từ bây giờ tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh xuất hiện ở Á Châu nữa. Nếu cần thiết tôi sẽ đền hợp đồng cho anh. Cậu nghĩ tôi muốn ở lại ở đây làm việc lắm hả? Làm việc với một người mất nhân tính, một người vì tiền, tôi thà về hưu sớm còn hơn. Xin mời. Sao? Còn anh? Dạ. Có ý kiến gì không? Dạ, tôi không có ý kiến gì hết. Dạ. Dạ, con nghe đây mẹ. Dạ, mẹ chờ con chút nha. Dạ được mẹ ơi, con mới xem lịch của chồng con. Chiều nay anh ấy không có bận gì hết. Dạ, vậy vợ chồng con qua đón mẹ đi chung luôn nha. Dạ rồi, vậy con hẹn mẹ chiều nay ở nhà hàng. Con chào mẹ. Ủa, anh, vợ chồng mình đúng là thần giao cách cảm thiệt á. Có chuyện gì vậy? Thì em đang định qua tìm anh nè. Anh cũng định tìm em, hỏi đi ăn trưa hay không nè. Có chứ, em đang đói muốn chết đây. À khoan, chiều nay vợ chồng mình đi ăn với mẹ nha. Sao lại như vậy? Thì mẹ vừa gọi điện thoại cho em, rồi mẹ mời hai vợ chồng mình đi ăn chiều nay. Em vui quá cho nên tự đồng ý nhận lời luôn rồi. Mình đi nha anh. Bây giờ bà lại lợi dụng vợ tôi để làm cầu nối muốn gặp tôi nữa hay sao? Hình như là bà vẫn chưa chịu hiểu vị trí của bà nằm ở đâu trong lòng của tôi thì phải. Anh đi nha. Mình đi.